quá trình lắp đặt ghế ngồi mới trên sân vận động quốc gia Olympic của Cambodia vẫn đang diễn ra đúng tiến độ và dự kiến hoàn thành trong tháng 1 năm 2024. Toàn bộ kinh phí lắp đặt được tài trợ bởi Liên đoàn bóng đá châu Á. Dự kiến, sau khi lắp đặt ghế mới, sức chứa của sân vận động Olympic giảm xuống 30.000 khán giả so với 35.000 trước đó. Những chiếc ghế cũ sẽ được Liên đoàn bóng đá Cambodia FFC chuyển giao đến cho các câu lạc bộ bóng đá trong nước để có thể tái sử dụng. Ghế ngồi mới trên khán đài sân vận động Olympic được lắp đặt theo mẫu thiết kế đá chiến thắng trong cuộc thi ý tưởng mà FFC phát động trước đó, với nổi bật là các họa tiết truyền thống của nước này, cùng với dòng chữ sân vận động quốc gia được tạo thành từ những chiếc ghế màu trắng. Dự kiến, sau khi hoàn thành sân vận động này sẽ có một diện mạo mới có thẩm mỹ cao hơn.